theo chúng ta hãy tiến đến blockchain game đi. Thì blockchain game á, trong một cái video tầm khoảng tháng, mình nhớ không nhầm tầm khoảng tháng 7 đúng không? Tháng 7 mình có làm cho anh em một cái video về blockchain game. Thì lúc đó thì cái xu hướng blockchain game nó đã được hình thành rồi, nhưng mà nó chưa có boom mạnh. Nó chỉ được hình thành ở một cái mức độ gọi là những cái sàn giao dịch lớn như là sàn FTX, Coinbase, Crypto.com liên kết với những cái blockchain game, những cái thể thao gì thôi. Nó chỉ đơn giản dừng lại ở đó thôi, nhưng mà cũng thật là may mắn khi mà những anh em nào xem cái video đó của mình tại thời điểm tháng 7 đó, thì anh em đã có một cái xu hướng về GameFi kéo dài tầm khoảng tháng 10, 11, 12 đúng không? Đó, thì về cái xu hướng này sau trong 2022 thì mình nghĩ rằng là đây chính là một cái giai đoạn hợp lý để mà chúng ta có thể thanh lọc được những cái blockchain game vớ vẩn. Mình cũng xin cảnh báo anh em, tức là cái xu hướng game thì nó được thổi bùng cực kỳ mạnh mẽ bởi Axie Infinity và những cái nhân vật khác đúng không? Nhưng mà cùng theo đó chúng ta đã có những cái game mà nó chỉ đi sao chép lại thôi. Nó sao chép lại của thương hiệu này, nó sao chép lại của thương hiệu kia, và nó gắn một cái mảng và nó gắn một cái mác là chúng tôi là blockchain game để có thể mà dụ tiền của nhà đầu tư vào. Thì anh em hãy nên cân nhắc về cái vấn đề này, tại vì ở trên thị trường bây giờ và nhất là về mảng GameFi nữa, thì thạch xanh thì ít lý thông thì nhiều đó anh em. Nên là anh em hãy nghiên cứu kỹ về, thứ nhất là về cái module của nó, về cái mô hình chơi game của nó. Thứ hai là về đội ngũ phát triển, đội ngũ marketing của nó. Thứ hai là về cái utility của nó, là cái token đó làm để được cái gì. Tại vì trong một cái blockchain game đó, trong một cái dự án game thì nó thường có hai phần, tức là về NFT và về token game đó. Về NFT nó giống như là những cái vật phẩm để mà chúng ta chơi game, chúng ta có thể bán, chúng ta có thể trao đổi, chúng ta có thể like giống gì đó như bên Axie. Và một phần khác đó chính là về token game, tức là những cái token để mà chúng ta có thể thực hiện những cái chức năng như là chúng ta mua, chúng ta bán, hoặc là chúng ta phần thưởng chúng ta xả ra thị trường, giống như là bên Axie chúng ta có AXS đó, và chúng ta có X và chúng ta có SLB đó anh em. Đó thì SLB là phần thưởng đó, thì anh em hãy nên xem kỹ nha về cái vấn đề này. Nhưng mà nói về cái xu hướng blockchain game thì đối với mình đây chỉ là một cái xu hướng khởi đầu mà thôi. Tại vì nếu mà anh em mà chơi game nhiều đó, anh em sẽ biết, thứ nhất cái blockchain game bây giờ cái đồ họa của nó thực sự nó rất là tệ luôn, nó không có bằng những cái đồ họa của những game truyền thống, nó chỉ là mô phỏng một phần nào đó mà thôi. Nhưng mà nếu chúng ta hãy nghĩ sâu ra hơn đi, khi mà trong tương lai đó cái mô phỏng đồ họa của blockchain game nó được cải tiến nhiều hơn, và người ta đến với những cái game không phải là người ta play to earn nữa, mà người ta thích thú về cái game đó, thì anh nghĩ rằng là cái tương lai của nó sẽ cực kỳ mạnh như thế nào. Mình nghĩ rằng đó là nó còn khủng khiếp hơn bây giờ rất là nhiều lần. Tại vì á, bây giờ người ta đến với một cái game để làm gì? Người ta đến với một cái game để là người ta theo dạng là người ta bỏ một cái số tiền nào đó vào đúng không, để người ta chơi game, người ta hòa vốn và người ta kiếm lợi nhuận dựa trên cái game đó, chứ không phải là người ta đến là người ta thích về cái game đó. Đó thì mình cho rằng đây cũng là một cái thách thức lớn đối với những nhà làm blockchain game có thể cải thiện hơn trong tương lai. Và khi mà đã được cộng đồng chấp nhận rồi, họ đến để họ vì niềm vui và vì vừa được cái lợi nhuận nữa đó, thì mình cho rằng là đó mới là một cái mô hình game phát triển một cách cực kỳ bền vững. Như chúng ta có thể thấy mà điển hình là Axie đi, tại vì ngay cả chính mình cũng là một người chơi Axie, thì thật sự á, khi mà ban đầu tiếp xúc với trò chơi thì mình cũng thấy nó bình thường lắm, nhưng mà mình chơi mình cảm thấy nó cứ dễ thương như thế nào, và một ngày mình phải nhìn á anh em, đó nó tạo ra một cái thói quen như vậy đó, chứ mình không phải đến vì là XLB hay là này kia nữa. Đó cho đến bây giờ khi mà anh em thấy XLB đâm, nhưng mà đối với riêng cá nhân mình thì mình không quan tâm luôn, mình cứ chơi vậy thôi. Một ngày mình bỏ ra tầm 1 tiếng mình chơi hết nhiệm vụ, xong rồi mình đánh hết 20 hiệp thế là xong. Đó mà mình cảm thấy vui, chứ mình không có cảm thấy nặng nề và nghĩ về cái lợi nhuận mà mình kiếm được từ cái game đó nữa. Đó tức là nó tạo ra cho chúng ta một cái thói quen, một cái sự thích thú về game, thì đó mới là một cái mô hình bền vững. Và tiếp theo về các quỹ đầu tư đi, thì chúng ta năm nay chúng ta đã thấy là sự thành công của Animoca Brand, và chúng ta cũng đã thấy một cái sự gia nhập của nhiều ông lớn như là về Ubisoft nè. Đó, một cái ông lớn game của Pháp, ông cũng đã vào cái thị trường game blockchain của chúng ta rồi, và chúng ta cũng đã đón nhận một cái nguồn đầu tư cực kỳ lớn của Binance Labs kết hợp với Animoca Brand để mà có thể triển khai những cái game file ở trên BSC. Thì đó cũng là một những cái tín hiệu tích cực để giúp cho ngành của chúng ta trở nên lớn hơn, trở nên mà tiếp cận với những cái gã khổng lồ game truyền thống hơn. Đó thì mặt khác chúng ta có những cái tên tuổi thực sự bây giờ vẫn chưa có ra game như anh em thấy đó. Thứ nhất là về The Sandbox, thì The Sandbox á chỉ mới triển khai cái bản alpha thử nghiệm của họ mà thôi đó, chứ họ chưa có hề ra game nha anh em. Đó
và những cái NFT ở trong The Sandbox á, nó cũng đã tạo những cái tiền đề rất là lớn để mà phát triển cái game của họ sau này nữa. Đó chính là gì? Đó chính là những cái mảnh đất đó anh em. Thì anh em cứ hay nghe phong phanh, lâu lâu anh em nghe những cái thông tin như là Mana có một cái ông nào đó mua năm bỏ ra khoảng là 51 tỷ Việt Nam đồng để mà mua mười mấy mảnh đất bên Mana. Rồi có một cái ông nào đó bỏ ra bao nhiêu triệu đô đó để mua một cái mảnh đất bên XC, mua một cái mảnh đất bên Sen. Đó thì đó chỉ là cái NFT này thôi. Nhưng mà về cái token game này để mà được áp dụng trong game thì nó chưa có. Và trong tương lai thì mình nghĩ là khi mà những cái ông lớn này mấy ông ra game đó thì cũng dựa trên cái quan điểm hồi nãy mà thôi, khi mà ra game chắc chắn rằng nó sẽ kéo một cái sự FOMO cực kỳ lớn vào những cái mảng game này. Và nếu mà những cái nhân vật này đó họ tạo được một cái mô đun bền vững thì mình nghĩ rằng là cái blockchain game này nó sẽ còn phát triển tiếp. Nhưng mà cái sự phát triển đó thì anh em cũng nên cẩn thận nha, cũng nên cẩn thận đối với những cái dự án mà nó chỉ đu theo thôi. Thì mình nghĩ rằng là đây, tại thời điểm này khi mà thị trường điều chỉnh như vậy và cái xu hướng blockchain game nó dần nó đi xuống đó, thì nó cũng là một cái cơ hội lớn để mà cho anh em có thể tìm kiếm được những cái viên ngọc sáng, những cái viên ngọc làm đích thực ở trong cái lĩnh vực này ha anh em. Đó. Và tiếp theo chúng ta hãy tiến tới Dogecoin. Tại sao mình lại để Dogecoin trong những cái định hình ở trong xu hướng 2022? Tại vì như em thấy trong ngày hôm nay thì Tesla đã chấp nhận có thể thanh toán Dogecoin cho một số cái vật phẩm trong cái công ty của Tesla mà thôi. Thì cái tin tức này đã được tỷ phú Elon Musk xác nhận rồi anh em. Đó, thì ở đây không phải là dùng Dogecoin để mà có thể mua được xe hơi của Tesla đâu, mà mua được những cái vật phẩm như là những cái đồ lưu niệm đó anh em, những cái đồ lưu niệm, những cái mô hình bé những chiếc xe Tesla như vậy nè. Đó. Thì đã chấp nhận Dogecoin rồi. Thì anh thấy á, đây là một cái tin cũng cực kỳ lớn, nhưng mà tại thời điểm hiện tại đó thì giá của Dogecoin nó chỉ bay tầm khoảng 10% thôi. Tại vì thị trường của chúng ta đang bị chịu một cái sự điều chỉnh chung mà, đúng không? Đó, nhưng mà đây cũng là một cái cột mốc để mà chúng ta có thể thấy được rằng là Dogecoin đã đi từ một cái meme coin làm ra chỉ để vui mà thôi, nhưng mà bây giờ đã phát triển lên để mà trở thành một cái phương thức thanh toán ứng dụng đối với một công ty lớn như Tesla. Thì đó cũng là một cái điều mà khiến cho những cái người đang hoài nghi về những cái đồng này cũng phải nhìn lại nha. Nhưng mà ở đây mình sử dụng từ hoài nghi trong ngoặc kép nha anh em, chứ mình không hề khuyến khích anh em là đi theo cái xu hướng meme coin. Tại vì sao mình lại để như vậy? Tại vì anh em biết á, là Dogecoin là ông vua của những cái đồng meme coin, là những cái đồng chó, mèo, gà, vịt gì đó, đúng không? Thì mỗi lần á, mà trong năm 2021 anh em thấy mỗi lần cái xu hướng mà Dogecoin lên á, thì nó sẽ kéo theo một loạt meme coin luôn. Và những cái người mà mới tham gia vào thị trường, hay những người mà chưa biết đến thị trường, chưa biết đến BTC, thì họ lại rất bị dễ bị cuốn hút bởi những cái trào lưu mà nhất thời như thế này. Thì điều này nó đồng nghĩa với việc là sẽ có một cái nguồn tiền nào đó từ bên ngoài đổ vào thị trường, đúng không? Và nó sẽ nâng thị trường lên. Thì cái điều đó là một cái điều mình nghĩ là nó sẽ tích cực trong một cái giai đoạn ngắn hạn thôi. Đó, nhưng mà chúng ta cũng được có lợi rằng là chúng ta sẽ có một cái nguồn tiền được đẩy vào ở trong thị trường để mà có thể liên tục tạo ra những cái trend nào đó để mà giúp thị trường ngày càng đi lên. Chứ thị trường của chúng ta mà không có một cái nguồn tiền mới nào đổ vào, không có một xu hướng nào nổi trội để mà có thể vượt dậy thị trường, thì mình nghĩ rằng là đó cũng không phải là một cái điểm quá tích cực lắm đâu. Như năm 2021 chúng ta thấy cái xu hướng meme coin đi lên, và sau đó BTC đã lập ETH, đúng không? Đó, meme coin đi lên từ hồi tháng 2, và sau đó BTC lập ETH, sau đó BTC điều chỉnh và chúng ta lại có một cái xu hướng khác là Shiba Inu nè, rồi Metaverse, GameFi, NFT cũng kéo thị trường đi lên luôn. Vì thế mình cho rằng là Dogecoin và những dàn chó của Dogecoin thực sự cũng đóng một cái thành phần quan trọng không kém để định hình thị trường cho năm 2022. Và tiếp theo đó thì trong quý 1 năm 2022 đó anh em, thì SpaceX đó là một cái công ty mà phóng tên lửa vũ trụ của Elon Musk, là cũng sẽ triển khai một cái dự án là phóng một cái con tàu Dogecoin lên trên vũ trụ đó, và toàn bộ chi phí này sẽ được trả bằng Doge. Đó thì đây cũng là một cái ảnh hưởng, một cái sự kiện để mà có thể kích thích được cái sự tăng trưởng của Dogecoin và kích thích được những cái sự ham muốn của những cái nhà đầu tư mới để họ tham gia vào cái thị trường này theo một cái khía cạnh gọi là giải trí thôi, chứ không phải là hy vọng quá nhiều về cái thị trường này đâu. Chỉ nên dừng ở mức giải trí nha anh em, chỉ nên dừng ở mức giải trí. Và mình cũng đã có một cái video về Dogecoin để mà có thể giới thiệu cho anh em rồi. Nói trong cái video đó mình đã thiết lập cũng một cái mind map như vậy, nói rất đầy đủ về Dogecoin, về các mối quan hệ của Dogecoin, nó sẽ như thế nào đó, và nó có đáng để mà chúng ta đầu tư trong cái portfolio của chúng ta hay không. Và mình cũng nhấn mạnh trong video đó rằng là chúng ta chỉ nên dừng lại ở cái mức độ giải trí 20, 30 đô, 40 đô để mà chúng ta có thể mua cái đồng coin này, để mà chúng ta làm đa dạng hóa lên, mỗi khi nhìn vào nó chúng ta vui thôi.
đó. Và cũng trong năm 2022 thì chúng ta đã có một cái sự kiện mới của Dogecoin, đó chính là về cái roadmap năm 2022. Thì cái roadmap này là khi mình đọc vào cái roadmap này thì mình đánh giá rằng là đây cũng là một cái roadmap mà nó cực kỳ khủng đối với Dogecoin đó. Nó khủng tại vì sao? Nó khủng là tại vì Dogecoin trước giờ không có roadmap. Chỉ đơn giản là như vậy thôi anh em. Đó thì đối với mình là khủng thật sự, tại vì là từ một cái đồng meme coin cho đến bây giờ đã được Dogecoin Foundation, bao gồm cả cố vấn của Elon Musk và Vitalik Buterin là founder và là người mà dẫn dắt Ethereum đó, cùng nhau làm việc với nhau để mà có thể hỗ trợ Dogecoin, thì cái roadmap này nó thật sự khủng. Nó khủng vì trong 9 năm qua nó mới có một cái roadmap, và trong vài và cái những cái thành tích, những cái chặng đường của nó để mà phát triển trong cái roadmap này đã được liệt kê rất là đầy đủ, bao gồm cả ví, rồi bao gồm cả những cái hệ thống thư viện C, và bao gồm cả những cái tính năng để mà có thể giúp Dog trở nên là dễ thanh toán hơn đối với những doanh nghiệp tổ chức luôn nha anh em, đối với những doanh nghiệp tổ chức và đối với những thương gia bán lẻ luôn đó. Thì cái roadmap này anh em có thể lên con 68, thì bên con 68 cũng đã viết một cái bài rất là đầy đủ để mà có thể mô tả cái roadmap này cho anh em rồi ha. Rồi tiếp theo chúng ta hãy tiến đến cái sự kiện mà hồi nãy ở đầu video mình có nói cho anh em, tức là về cái mặt pháp lý đó. Thì mặt pháp lý thì trong năm qua chúng ta đã có, ở đây mình chia thành hai loại ha. Chúng ta sẽ có thứ nhất là về khía cạnh cơ quan, tức là cơ quan nó không phải nằm ở nó không phải nằm ở mặt chính phủ nha, nó chỉ là một cái cơ quan pháp lý thôi. Thì ở đây nổi bật nhất chính là SEC. Thì SEC đó thì trong năm qua thì đã nổi bật nhất với Ripple rồi, ai cũng biết rồi. Và tiếp theo là về vấn đề DeFi, là về điều tra Uniswap, và mới đây nhất là lại điều tra về stablecoin và về cái nền tảng Terra đó anh em. Terra tức là cái đồng Luna đó. Đó, và những cái vấn đề mà SEC điều tra như vậy thì mình nghĩ rằng là nó cũng không thực sự quá quan trọng lắm đâu. Tại vì nếu mà anh em đọc báo đó, anh em thấy rằng là ông SEC này ông cứ nói là điều tra cái này, điều tra cái kia đúng không? Nhưng mà chúng ta hãy thử liên kết lại một tí đi. Chúng ta hãy thử liên kết lại một tí là ngay từ đầu khi mà SEC điều tra Ripple đó thì năm nay Ripple như thế nào? Đúng không? Thì ở trong mình cũng đã có một cái video nói về cái mối quan hệ giữa SEC và Ripple, về cái cuộc chiến pháp lý này nó đã diễn biến như thế nào. Thì mình cũng đã kết luận trong cái video đó rằng là cái hành động mà SEC kiện Ripple đó thì thật ra nó chỉ là một cái hành động dằn mặt mà thôi. Tức là dằn mặt đối với cái nền tảng mà SEC muốn sờ gáy đến, muốn điều tra đến. Và trong năm qua mặc dù là dính líu kiện tụng với SEC, nhưng mà anh em thấy Ripple đó về mặt giá đi thì họ đã có một cái mức tăng trưởng từ 0.2 đô lên 1.4 đô, 1.8 đô đúng không? Thì dường như là ít 10 lần đó anh em. Đó, thì anh em có nghĩ thì sau đó đó, sau khi mà điều chỉnh và hiện tại đang giao dịch ở mức gọi là 0.8, 0.91 đô đó, thì cái sự phát triển của Ripple về mặt doanh nghiệp nó vẫn rất là tốt. Họ báo cáo lợi nhuận quý 3 hoàn toàn vượt trội đúng không? Và họ còn kết hợp hơn cả mà họ còn kết hợp thêm cả một cái mảng nữa là mảng NFT, khi họ đổ khoảng là 250 triệu đô vào Ripple Ledger đúng không? Và những cái mặt phát triển của họ về những vấn đề như là những cái thanh khoản ODL nè, và những cái mà thanh toán xuyên biên giới của họ đối với các quốc gia như là Dubai, thì nó các mối quan hệ của họ nó vẫn tiến triển một cách rất là tốt, mặc dù cho họ đang vướng bận với cái ông SEC này đó. Thì SEC dằn mặt Ripple chưa đủ thì tiếp đến SEC dằn mặt Terra, tiếp đến SEC dằn mặt DeFi, là ở đây chính là cái lĩnh vực ở đây là một cái nhân vật nổi trội khác chính là sàn giao dịch Uniswap, và tiếp theo SEC là dằn mặt stablecoin. Thì mình nghĩ là đây chỉ là một cái gì đó nó răng đe thôi, nó cũng không quá là nghiêm trọng đâu, và lửa thử vàng gian đang thử sức mà đúng không? Nếu mà Ripple tồn tại như vậy sau những cái năm tháng mà ở đó chống chọi với SEC, và cái cuộc chiến pháp lý giữa Ripple và SEC đó thì cũng đã được CEO của Ripple nói là trong năm 2022 sẽ hoàn tất, sẽ kết thúc đúng không? Sẽ kết thúc. Và anh em biết là khi một cái dự án nào mà nó lâm vào một cái tình trạng gọi là đường cùng đó anh em, một cái tình trạng đường cùng và một cái tình trạng pháp lý gay gắt muốn bóp chết nó mà cuối cùng nó không chết được đó, thì thường những cái đó nó sẽ tăng trưởng rất rất là mạnh mẽ. Đối với Terra cũng vậy, đối với bất kỳ dự án nào cũng vậy. Ngay cả Bitcoin của chúng ta từng bị phản đối rất là nhiều bởi cuộc chiến Trung Quốc gần 10 năm qua rồi, và rất nhiều nền tảng lớn nhỏ khác lâm vào những cái tình cảnh pháp lý cực kỳ ngặt nghèo luôn. Nhưng mà nếu nó tồn tại được, nếu nó vượt qua được cái ranh giới cửa tử đó, thì mình nghĩ rằng sẽ không có gì có thể ngăn cản được nó nữa. Và ngay cả tại sao SEC lại điều tra Ripple, điều tra Terra mà nói rằng là những cái ông này là mấy ông phát hành token chứng khoán,
mà đến bây giờ trong trong một cái báo cáo mới nhất thì SEC lại không dám khẳng định rằng là Ethereum là chứng khoán và vẫn đang bỏ ngỏ cái câu hỏi đó, thì mình nghĩ rằng là đây chỉ là rút cuộc kết luận lại một câu thôi, đây chỉ là một cái động thái cực kỳ dằn mặt thôi. Và sau này có thể năm 2022 cũng sẽ có rất nhiều nền tảng khác bị SEC sờ gáy tiếp, nhưng mà cũng không sao cả anh em. Đó, một vấn đề nhẹ tựa như lông hồng vậy thôi. Và tiếp đến ở đây thì mặt về mặt pháp lý quốc gia thì ở đây mình có đề cập những cái dường như là đầy đủ cho anh em rồi. Thì ở đây chúng ta có những cái tên như là về Ấn Độ và Trung Quốc, thì hai ông này là hai ông ngăn cản crypto cực kỳ kịch liệt luôn. Đó, chúng ta thấy rõ ràng nhất. Sau đó cái này là châu Á nha, sau đó chúng ta có Mỹ. Thì ở Mỹ á, chúng ta lại có hai cái trường phái. Một á, là ủng hộ về Bitcoin, hai là phản đối về Bitcoin, thì vẫn đang đấu tranh một cách cực kỳ kịch liệt, và mình cho rằng năm 2022 nó sẽ còn kịch liệt hơn nữa. Đó, và chúng ta hãy tiến tới châu Âu, chúng ta có Anh và Nga. Thì hai cái ông này ở châu Âu đó, thì hai ông cũng cực kỳ phản đối về crypto. Nhưng mà ngược lại chúng ta có những cái quốc gia mà khác như là về Pháp, Đức, Thụy Sĩ, Ý, Áo, thì những cái quốc gia này thì lại rất là mở cửa với crypto. Cái minh chứng là những cái ngân hàng hàng đầu của những cái quốc gia này họ đã cung cấp những cái dịch vụ Bitcoin rồi và cho lưu ký Bitcoin rồi. Chỉ có vấn đề rằng là những cái quốc gia ủng hộ này á, thì chính phủ họ chưa có lên tiếng mà thôi. Đó, nó hoàn toàn đối lập lại với cái ông Anh và ông Nga này. Và tiếp theo chúng ta hãy tiến đến những khu vực của châu Mỹ, thì ở đây chúng ta có Brazil và Colombia, là hai cái quốc gia này đó. Brazil, Colombia và Argentina, thì ba cái quốc gia này đó là ba cái đại diện tiêu biểu nhất của khu vực Nam Mỹ mà ủng hộ cho Bitcoin. Đó, riêng Brazil đó, thì Brazil thì cái dự luật của họ vẫn đang thông qua hạ viện của họ. Nếu mà cái dự luật tiền mã hóa của họ đó mà được hạ viện thông qua và được đồng ý đó, thì đây cũng sẽ được cho là một cái quốc gia tiềm năng tiếp theo để mà có thể tiếp bước El Salvador trở thành để mà có thể khiến cho Bitcoin làm tiền tệ hợp pháp tại quốc gia của họ. Và ở quốc gia Nam Mỹ thì chúng ta có Mexico, thì Mexico thì cũng tương tự như cái ông Ấn Độ mà thôi. Thì ban đầu á, là nói là tôi chấp nhận Bitcoin, tôi mở cửa, nhưng mà cuối cùng tổng thống của Mexico lại nói là chúng tôi không có một cái kế hoạch nào đó để mà có thể chấp nhận Bitcoin cả. Thì trong những cái quốc gia này đó, thì mình đã đưa cho anh em những cái ví dụ cụ thể nhất về cái tình hình chung rồi. Ở đây chúng ta có châu Á này, chúng ta có châu Mỹ, chúng ta có châu Âu, thì nó vẫn đang xen mà thôi, nó vẫn đang xen giữa việc ủng hộ và việc phản đối. Thì trong năm 2022 này thì mình nghĩ rằng nó cũng sẽ có nhiều cái quốc gia nổi trội hơn nữa, và cái việc phản đối thì họ vẫn phản đối mà thôi. Bitcoin của chúng ta, thị trường của chúng ta vẫn phải đấu tranh mà thôi, và để mà không có thể có một cái gì mà có thể phản đối dài hạn được, đúng không anh em? Phản đối rồi chúng ta vẫn phải chấp nhận mà thôi. Đó, và một cái tin tốt khác là những cái quốc gia mà họ đã mở cửa như thế này thì họ chỉ còn cách Bitcoin một cái đoạn đường nữa, tức là chính phủ lên tiếng chấp nhận bằng một cái hình thức nào đó. Thì đó cũng là những cái yếu tố tốt mà mình muốn truyền tải đến cho anh em. Và cuối cùng, tức là những cái thế hệ cũ và thế hệ mới, thì ở đây á, tại sao mình gọi là thế hệ cũ và thế hệ mới, thì anh em biết rằng là thế hệ cũ là những cái đồng coin đã tồn tại ở đây rất lâu rồi, như là về Ethereum Classic nè, về EOS, về Tron, đó là những cái thế hệ cũ, về ICX, về EOITA. Đó, còn thế hệ mới của chúng ta là ai? Thế hệ mới của chúng ta có thể nói đó chính là về AVAX nè, về Polygon, về DOT, đó, về Solana, về những cái hệ sinh thái mới đó. Thì tại sao mình lại đặt là thế hệ cũ và thế hệ mới? Thì ở đây mình muốn nói đến cho anh em á, rằng là những anh em nào đang hô những cái con mà thế hệ cũ chúng ta có kỳ vọng được không? Chúng ta có kỳ vọng mà nó sẽ trở lại được không? Hay những anh em nào đang hô những cái con mà thế hệ mới đó, chúng ta có kỳ vọng một cái mức là trong năm 2022 nó sẽ bị tụt lùi hay là nó sẽ vươn mình mạnh mẽ hơn nữa? Thì ở đây mình xin sử dụng những cái lịch sử nha anh em. Tức là anh em thấy là vào tháng 12 năm 2017 đó, vào cuối năm đó, thì chúng ta đã có ai? Chúng ta đã có XRP, chúng ta có Bitcoin Cash, chúng ta có ADA. Đó, những cái tên mà cực kỳ quen thuộc đối với những anh em năm 2017 đều nằm trong top 10 hết, đúng không? Tiếp đến, chúng ta tới năm 2018 đi, thì cũng là những cái đồng coin đó, nhưng chúng ta đã có một cái sự bổ sung của EOS, chúng ta đã có một cái sự bổ sung của ai nữa? Của Tron. Đó, rồi còn lại là những cái tên quen thuộc đó. Thậm chí anh em thấy trong quá khứ những cái tên như Ripple còn đứng trên cả Ethereum nữa mà. Và đến năm 2019 thì dần dần chúng ta đã thấy sự xuất hiện của Binance Coin, chúng ta đã thấy một cái sự xuất hiện của nhiều cái tên khác như là Texas, Chainlink nè, ở đây nè, iTom nè. Đó, và đến năm 2020 chúng ta đã có một cái sự chuyển đổi mới. Đó, chúng ta đã có một cái sự chuyển đổi mới khi mà Ethereum đã leo lên
vị trí thứ hai rồi, và những cái người như là Chandler nè đó đã lọt vào top 10 rồi, à, có sự hiện của thêm Polka Dot nữa. Và đến năm 2021 là một cái sự chuyển dịch cực kỳ mạnh mẽ của những blockchain thế hệ mới như là Sol, như là Terra, như là Avax. Đó, thì những cái ông già còn lại đó thì đều tụt lại phía sau rồi. Mà nếu mà mình không muốn nói là họ đã bị lỗi thời rồi, nhưng mà ở đây không phải là mình tiêu cực đến những anh em mà đang nắm giữ những cái coin thế hệ cũ đâu. Mà sao? Ở đây mình muốn nhấn mạnh là cái sự cạnh tranh anh em. Tại vì nếu anh em theo dõi một cái đồng coin nào đó thì anh em phải theo dõi, phải bám sát nó một cách liên tục, đúng không? Như mình nói ở đây, tức là thế hệ cũ chưa chắc sẽ bị loại khỏi cái cuộc chơi vào năm 2022, và thế hệ mới chưa chắc đứng vững vào năm 2022. Đó, tại sao mình lại nói như vậy? Tại vì anh em thấy những cái ông già như hồi trước, như là về EOS đi. Đó, mình xin lấy một số ví dụ để minh chứng cho anh em nha. Về EOS, có thể là trong quá khứ năm 2017, EOS là một những cái dự án ICO đình đám nhất tại thời điểm đó, nhưng mà đến thời điểm hiện tại đó thì EOS dường như là bị tụt lùi luôn. Đó, bị văng khỏi top 10 nha. Rồi bị văng khỏi top 20 luôn. Mình kéo hoài luôn. Đâu, để mình search đây cho nó nhanh. Đó. EOS. Rồi. Nó hiện tại là EOS là bị tụt khỏi top 10, top 20 và hiện tại đang giữ ở vị trí gọi là top 51. Đó. Thì anh em biết á là EOS có thể là một gã khổng lồ từ năm 2017, nhưng mà đến thời điểm hiện tại EOS dường như đã bị đá văng ra khỏi cái bản đồ của những cái đồng coin top rồi. Đó, nhưng mà điều đó cũng không có phải là một cái nỗi tuyệt vọng dành cho anh em ôm EOS. Đó, nhưng mà tại vì trong năm nay mình thấy EOS thì thực sự là về phản ứng giá EOS cũng tăng không có tốt, nhưng mà về cái mặt phát triển của nó, về mặt nhân lực đó thì nó cũng đã có một tín hiệu rất tốt mà, đúng không? À, mặc dù Block One đã không hề đá động với EOS nữa, thì dành cho anh em là chưa biết Block One là một cái công ty đứng sau EOS. Đó, Block One không hề đá động đến EOS nữa, nhưng mà cộng đồng EOS đã rất là phẫn nộ về cái vấn đề đó, và bây giờ họ đã dần dịch chuyển sang EOS Foundation do một cái vị lãnh đạo khác để mà có thể rời bỏ Block One để mà có thể phát triển EOS. Thì đó cũng là một cái tín hiệu rất là mới đối với cái sự phát triển của EOS, đúng không? Từ bỏ cái cũ đi để mà chúng ta có thể đập đi, hoặc là chúng ta có thể xây dựng một cái gì đó mới hơn để mà cho EOS có thể thực sự đúng với cái tiềm lực của nó để mà nó phát triển trong tương lai, thì đó là cái điều chúng ta không thể nào biết được. Đó, thì nếu mà EOS đã thực hiện như vậy rồi, từ bỏ cái công ty mẹ cũ, từ bỏ cái thằng mà đã bỏ rơi mình đi tập trung mấy cái vớ vẩn khác, chuyển sang một cái cộng đồng tích cực hơn để mà có thể định hướng trong tương lai, thì chúng ta có thể kỳ vọng rằng là trong tương lai EOS có thể là lên ngôi một lần nữa, hoặc là có thể được hồi sinh một lần nữa, đúng không? Chứ chúng ta không thể nào mà tuyệt vọng luôn là thế hệ cũ là chắc chắn thua những thế hệ mới. Và mình cũng xin cảnh báo luôn là nếu mà cái thị trường của chúng ta nó rất là điên rồ anh em, nó rất là điên rồ, chỉ cần bạn chậm chân hoặc là chỉ cần bạn mà bị hụt hơn một tí thôi thì chắc chắn bạn sẽ bị đánh bại. Đó, thì và cái minh chứng tiếp theo, tức là cái minh chứng về những cái đồng như là anh em biết là cái đồng Ionita đi, Ionita thì nó cũng là một cái đồng rất là lâu rồi, đúng không? Đó, từng đứng thứ 7 nè, và bây giờ Ionita đứng bao nhiêu? Đứng thứ 48. Nhưng mà chúng ta không thể phủ nhận được là cái sự phát triển của Ionita năm nay là nó rất là tích cực, đúng không? Ra một cái mạng mới, mà ở đây là một cái mạng CM, nó là một cái mạng thử nghiệm của bên Ionita. Và Ionita cũng đã nhận được rất là nhiều cái khoản đầu tư hỗ trợ và lấn sân sang cả mạng NFT. Mạng CM thì nó cũng giống như là một cái mạng Kusama của bên Polkadot thôi anh em, nó cũng là một cái mạng thử nghiệm. Nhưng mà anh em biết á, là ngay khi ra mắt cái mạng CM và những cái dự án tương tự như vậy ở của bên Ionita đó, thì đã được thu hút được rất nhiều những cái ánh nhìn từ những cái ông lớn, không, những cái ông lớn mà có tiếng trên thị trường luôn. Họ đã đổ rất nhiều tiền mà họ chưa biết rằng là cái mạng thử nghiệm đó nó sẽ được ra mắt ra sao nữa, nhưng mà chỉ mới ở trên bản thảo thôi, chỉ mới được trình bày với họ thôi mà họ đã đổ tiền vào rồi. Thì ở đây mình cũng thấy được rằng á, là những cái ông lớn này cũng không phải là dạng vừa đâu. Hoặc là chúng ta có thể nói đến một cái nhân vật khác, đó chính là một cái nhân vật về Icon đi, là cái đồng ICX đó anh em. Đó, thì trong năm này hoạt động cực kỳ mạnh về mảng NFT và mảng swap. Đó, thì qua những cái tên đó thôi thì anh em cũng đủ biết được rằng nè. Rồi ở đây chúng ta có Cardano nè. Đó, chúng ta có những cái ông cụ rất là từ xa xưa rồi. Đó, để mình lấy ví dụ cho anh em thêm một cái đồng nữa đi, để cho anh em hiểu được cái bức tranh mình đang nói, đó chính là về Texas đi. Thì Texas cũng là một cái đồng mà cũng cực kỳ kỳ cụ rồi, nhưng mà bây giờ cũng đã rơi vào tầm khoảng là 45 hạng 45 đó. Thì giống như kiểu rằng là
tại thời điểm hiện tại anh em thấy là Texas dường như là không có thua kém gì những cái đồng như là về những cái đồng NFT như là Mana, như là Sandbox đâu. Tại vì cái mức giá của nó đó, cái mức giá của Texas đó thì anh em thấy tăng trưởng không nhiều thôi. Nhưng mà về mặt phát triển đó, về mặt phát triển và các mối quan hệ đối tác đó, thì Texas dường như là mình đánh giá là một cái blockchain bây giờ về NFT đỉnh nhất luôn anh em. Đó, kết hợp với cả thương hiệu thời trang Gap nè, đội đua racing nè, đội đua như là của Honda Racing, và giải Grammy cũng có nữa, và nhiều cái khác nữa đó. Thì cái điều này để chứng tỏ rằng là những cái ông già chắc chắn sẽ còn, nếu mà hoạt động tích cực trong năm 2022, vẫn sẽ có cơ hội để mà lật đổ những cái thế hệ non trẻ. Và nếu các thế hệ non trẻ đã hài lòng với cái thành tích hiện tại rồi đó, mà không ngừng cố gắng và không ngừng tích cực phát triển, thì sẽ bị đá văng ra khỏi bảng xếp hạng top 10, top 20 một cách bất cứ lúc nào. Và đó là một cái điều mà mình cảm thấy rằng là thị trường chúng ta nên duy trì cái nhịp độ đó để mà có thể mà tiếp tục tăng trưởng và tăng trưởng hơn nữa. Ok, vậy thì cái video của mình đến đây á, nó cũng khá là dài rồi. Thì đây là những cái sự kiện mà mình sẽ cho rằng nó sẽ định hình rất là lớn đối với năm 2022. Thì ok, mình cũng đã cảm ơn anh em đã đồng hành cùng mình trong một cái video nó cũng khá là dài. Nó rơi vào tầm khoảng chắc cũng tầm 1 tiếng chưa ha. Mà anh em đã tồn tại, mà anh em đã chịu ngồi lắng nghe mình, lắng nghe những cái chia sẻ và cái nhận định của mình, thì mình cảm thấy mình rất là trân trọng cái điều đó. Và Tết cũng gần rồi ha. Thì mình chúc cho anh em có thể đạt được những cái mục đích của mình trong năm 2022 cùng với cái thị trường này, và có một cái mùa Tết thật là ấm no bên gia đình của mình ha. Cảm ơn anh em, chào tạm biệt anh em nha. Bye bye.